Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Ezuka Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách dùng model bản online Mà không cần phải tải ứng dụng model hay là tải những cái web server vậy Bởi vì sao? Bởi vì mình mình đã nhận được rất là nhiều tin nhắn các bạn Nói là các bạn không tải được ứng dụng model này về Hay là không tải được những cái trình duyệt như là web server hay là uh, XHTPP HTTP ấy. Cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để dùng bản model bản online nhé Ok, vậy thì làm sao bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái cửa sổ mới và gõ Gumoni lên cho mình. Được chưa? Gumoni. Mình đọc tiếng Anh không chuẩn lắm nên các bạn bắt lỗi nhá Các bạn kích vào cái phần cái trang đầu tiên. Đó. Thì đây chính là cái trang web cho các bạn tạo một cái website của model bản free luôn. Nhưng mà mỗi cái là cái phần đuôi của nó ấy, sẽ chấm Gumoni nhé. Nhưng mà mình nghĩ là nó không không sao đâu các bạn. Thì uh, đầu tiên thì các bạn hãy tạo tên website cho mình. Thì tên thì tùy ý các bạn. Ví dụ như là uh, Unique <laughs> Trường học Unique Unique Educa rồi OK nhập địa chỉ mail của các bạn nhé, thì ở đây các bạn có thể nhập bất kỳ địa chỉ mail công việc của các bạn hay mail cá nhân hay là mail gì cũng được. Ngôn ngữ thì các bạn cứ tạm thời để tiếng Anh để vì sau mình có thể thay đổi ngôn ngữ của model riêng. Các bạn bấm đồng ý với điều kiện của họ và tạo website. Rồi trong lúc đợi nó tạo website thì các bạn tranh thủ các bạn vào cái mail gmail của mình nhé. Các bạn vào cái gmail của mình đợi sẵn rồi đó. Thì rồi các bạn vào cái mail của mình rồi thì bây giờ Gumori đã thông báo là cái website của bạn đã được tạo và các bạn hãy check cái mail của mình đi, ok? và bây giờ các bạn cứ ngồi đợi uh, Gumori gửi mail về thôi, liên tục f5 f5, đó, cái f5 như vậy cho đến khi nhận được tin nhắn của Gumori nhé. và sau khoảng uh, một vài phút f5 thì cuối cùng mình đã nhận được tin nhắn của Gumori rồi các bạn ạ. À. các bạn kích vào cái phần uh, mail của Gumori support gửi về cho các bạn nhé. rồi các bạn thì Gumori gửi gì về cho các bạn Gumori đã gửi về cho các bạn cái website địa chỉ website mô đồ của các bạn đây các bạn là uh, chọn chuột vào đó paste sang trang này ok rồi sau đó làm gì uh, cái này không quan trọng đâu các bạn tiếp theo là họ đã gửi về username và password cho các bạn username là admin password là 7 z gì đó đây là cái trang mô đồ của các bạn được chưa À rồi ok Với những cái bạn mà dùng trình duyệt cốc cốc ấy Hoặc là dùng trình duyệt Google mà có chặn quảng cáo ấy Thì các bạn thấy cái khiên ở đây không Các bạn kích vào phần đó Để làm gì các bạn tắt quảng cáo đi giúp mình nhá Và các bạn làm mới trang web đi Thì nó sẽ không bị lỗi như lúc nãy nữa Được chưa Sau khi tắt xong thì đây chính là cái trang web model của các bạn Dùng bản on nhé Dùng bản on luôn đấy Thì giờ bây giờ, giờ các bạn login giúp mình nhá Đây là cái gì Đây là cái gọi là tài khoản admin của cái trang model của các bạn Chờ các bạn Ctrl C Và các bạn paste để đăng nhập OK, rồi các bạn copy đây phần này, các bạn Ctrl C về, rồi các bạn nhớ mật khẩu là đăng nhập và các bạn login giúp mình. Rồi thì đây chính là cái trang model của các bạn, được chưa? Bây giờ các bạn có thể thả sức tung hoành tạo ra cái khóa học riêng cho mình ở trên trang này và đây là bản online nhé các bạn nhớ là online và mình cũng có thể tạo uh, uh, mật khẩu và tên đăng nhập để cho bạn bè mình hay là những cái học sinh của mình có thể thay. Tha hồ vào đây học mà không hề mình không hề mất phí gì hết nhá, ok thì uh, mình đã nói rồi cái trang model mình dùng online mà nên nó sẽ có một cái chút phiền phức đó là nó sẽ dính một chút quảng cáo ở đây nhưng mà các bạn cứ yên tâm là những quảng cáo này là những quảng cáo có thể chấp nhận được hay là cái khác là nó không có quá ảnh hưởng đến cái việc mình tạo trang web được chưa rồi thì bây giờ uh, style home có bạn nào bị uh, khó khăn về tiếng anh của mình không nếu mà khó khăn về tiếng anh của mình ấy thì mình nghĩ là các bạn nên chọn phần style home administration này rồi các bạn kéo xuống dưới và các bạn uh, thấy chữ ngôn ngữ ở đây không? Các bạn có thể thay đổi cái uh, language pass, language cái gói, lang, cái gói ngôn ngữ ấy. Pack. Mình đọc tiếng Anh hơi sai nhá. Ok. Và các bạn uh, thấy cái ô bên tay phải này không? Các bạn kéo xuống và các bạn tìm ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta nhá. Vietnamese của chúng ta đâu rồi? Các bạn ấn inter select pack language packet. Sau khi mà trong ghép lắp xong, lắp à, xong á thì chúng ta kích vào cái phần uh, chữ index này, này. Rồi, chúng ta đổi sang Vietnamese. Ok, rồi, vậy thì bây giờ trang model của chúng ta đã chuyển thành tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đi sửa một vài chức à, sửa một vài cái cái gọi là rườm rà của cái model gắn vào đây cho chúng ta nhé Ví dụ như đây. Tự nhiên là có mấy cái webcam model style này hơi bị gọi là xấu đúng không? Và chúng ta sẽ đi sửa nó nhé Và sửa nó như nào bây giờ nhỉ? Bây giờ chúng ta mỗi lần sửa nha, các bạn luôn luôn nhớ là bất kỳ bạn muốn sửa cái gì trong model thì các bạn phải bật chế độ chỉnh sửa lên giúp mình nhé rồi các bạn bật chế độ chỉnh sửa xong thì các bạn sẽ thấy là à, nó xuất hiện một cái hình bánh răng cửa ở đây. Các bạn bấm vào chỉnh sửa phần tóm tắt. Rồi, chỉnh sửa phần tóm tắt nhá. Các bạn thấy không? Chúng ta bấm chọn vào đây, Katsuna và xóa hết tất cả cái này đi. Xóa hết tất cả cái phần ngoài lúc nãy đi và chúng ta à, gõ vào là chào mừng các bạn đã đến với khóa học trực tuyến Educa, ok và các bạn lưu thay đổi lại Rồi và entertain. <laughs> Cái chữ EZUKA xuống dòng hơi xấu Các bạn có thể chỉnh sửa sau nhé Ok Và tiếp theo mình có muốn sửa một cái nữa Đó là các bạn kích vào phần Còn về cái phần thêm khóa học Và thêm một vài hoạt động tài nguyên Thì mình đã nói ở cái video trước rồi nhé Nếu mà bạn nào muốn xem ấy Thì các bạn uh, có thể uh, vào kênh YouTube EZUKA Các bạn quay trở lại xem Một hai cái video trước trước cái video này thì các bạn sẽ tìm thấy hoặc là vào danh sách phát của module là các bạn sẽ tìm thấy cái video đó được chưa tiếp theo là các bạn kích vào phần quản trị khu vực giúp mình các bạn kéo xuống phần trang chủ để các bạn sửa một vài cái chức năng ở ngoài trang chủ các bạn à, bấm vào phần thiết lập trang chủ này được chưa rồi đó các bạn có thể thay tên đầy đủ cho hệ thống của mình à, mình sẽ xóa cái phần gumani chấm này đi rồi tên viết tắt của hệ thống của chúng ta là Uh, unique nhé mình viết tạm nhé còn các bạn có thể để uh, theo ý các bạn được chưa mô tả trang ngoài thì các bạn thêm tùy nhá trang chủ thì bây giờ các bạn muốn hiện gì đầu tiên ấy thì mình khuyên các bạn là nên để các mục tin tức ấy sau đó các bạn sẽ để thêm một vài cái là khung tìm kiếm khóa học này xong các bạn lúc đó các bạn mới hiển thị danh sách các khóa học rồi à, ở đây thì mình vì, bởi vì chúng ta đã chuyển module sang bản tiếng việt cho nên là tất cả những cái chức năng ở cái phần khu vực quản trị này đều là tiếng việt cho nên là chúng ta cứ đọc như nào thì chúng ta chọn như thế thôi chắc chắn nó không có quá khó đúng không? Và chúng ta lưu thay đổi. Rồi. Ok, và chúng ta để vì sao chúng ta còn sửa gì nữa không nào? Rồi, Nhìn, à, các bạn thấy không? Chúng ta vừa sửa chữ unique này. Nhìn qua thì trang này khá là đẹp rồi đó. Các bạn muốn sửa à, mình nói nhớ nhá, có một cái chức năng mà module này không cho phép đó là những cái uh, plugin của module ấy hình thức thể hiện đúng rồi họ không cho cài những cái bộ giao diện ở bên ngoài như kiểu là các bạn biết cái trang là của hút này không thì cái trang là của hút này là đa, uh, của hốt này là đang là cài một cái bộ giao diện uh, riêng của module mình không nhớ tên của nó nhưng mà đây là những cái bộ giao diện có riêng của cái trang web module nhưng mà khi mà các bạn dùng bản online này ấy thì các bạn sẽ không có cái chức năng đấy nhá có một cái điều hơi buồn là như vậy thôi nhưng mà uh, dùng được mà đúng không các bạn vẫn đẹp mà <laughs> chúng ta có thể biến tấu nó, à... đấy là đấy là không thể chọn những cái bộ giao diện đẹp như giao diện của uh, trang trường <laughs> của, của trường đại học bách khoa hà nội thôi. còn chúng ta vẫn có thể chọn những cái bộ giao diện khác được chưa? các bạn có thể uh, thay đổi bộ giao diện tùy theo ý các bạn thích. Đó, biểu tượng này giá trị trả về rồi các thứ được chưa? cái này thì thực ra để hướng dẫn hướng dẫn từng chứ một thì nó rất là dài. mình khuyên các bạn là mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi. còn lại các bạn sẽ tự tìm hiểu những cái chức năng về ở chỗ quản trị khu vực để theo đúng ý của các bạn và video này của mình đến đây là hết chúc các bạn thành công với việc tạo khóa học model online của chính mình và nhớ like và subscribe cho izuka nhé